Trần Thừa Bắc là con độc nhất của Trần Ma Tử. Tiểu tử này thừa hưởng mọi tật xấu của thằng cha hắn, mà hắn giỏi nhất là cờ bạc. Tại sao nhà đầu này lại dính líu tới Trần Thừa Bắc chứ? Cụ thể thì không rõ, có một người đã nhìn thấy sáng hôm qua Tiểu Đoá đi vào nhà khách của Trần Thừa Bắc kia, rồi không thấy đi ra nữa. Nhà khách ở đâu? Ngay cạnh bến xe buýt. Cảm ơn rất nhiều. Đợi một chút, ta nói thẳng với cậu, dù người ta là Liễu gia, nhưng ta không phải là người trượng nghĩa, nên ta không tham gia vào chuyện này. Nói cách khác, bọn ta không dám. Hắn người đông thế mạnh, còn thân với Châu gia nữa. Đụng vào hắn thì em là địa bàn kiếm ăn ở Hà Bắc của ta cũng mất. Nhưng Ngưu gia có ơn với bọn ta, cậu thì lại đi Tiểu Đoá, nên bọn ta sẽ giúp cậu ít nhiều. 30 vạn cầm dùng đi, không đủ cứ nói nhé. Cảm ơn Liễu gia, xin nhận tấm lòng, sau này có chuyện sẽ tới làm phiền ngài sau. Được, ta cũng không dài dòng nữa. Số tiền này là của cậu, cần dùng thì cứ thoải mái. Cậu lái xe chở hai vị này ra bến xe. Chỗ này đây à? Đúng, huynh đệ nhớ câu này của tôi. Ở khu vực xung quanh nhà ga, tuyệt đối đừng đối đầu với Trần Ma Tử. Người của hắn ở đó rất đông, ít nhất 300 đến 500 người. Cho dù hai người có giỏi, nhưng một khi xảy ra chuyện thì sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Hai người vào trong đi, tôi không đi cùng nữa đâu. Thuê phòng à? Bác ca bảo tôi tới đây, anh ấy có ở đây không? Đến văn phòng trên tầng 3, Lão Hắc và tôi mở cửa trực tiếp bước vào. Vừa bước vào đã thấy một nhóm người đang tụ tập quanh một chiếc bàn. Tiểu Đoá cũng ở trong đó, thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đã xuất hiện phía sau cô ấy. Tôi cũng không nói gì cả, chỉ đứng một bên và lặng lẽ xem trận đấu. Xem một lúc, tôi phát hiện cả bốn người này đều đang chơi bịp. Ba người Trần Thừa Bắc phối hợp để cùng nhau đổi bài, còn Tiểu Đoá thì giấu bài. Thủ pháp của cô ấy là thủ pháp của Vinh Môn, không chuyên nghiệp. Tôi thậm chí hoài nghi Trần Thừa Bắc bọn họ đã biết Tiểu Đoá chơi bịp, chỉ không muốn bắt thôi. Một số người có thể nghĩ, một cô bé thông minh như Tiểu Đoá sao lại tới đây chơi được chứ? Chuyện này không liên quan gì đến thông minh, mà liên quan tới bản chất con người. Người dễ thua nhiều tiền trong một ván gồm có 3 loại. Đầu tiên có tự tin, thứ hai bướng bỉnh, thứ ba là thông minh. Người tự tin nghĩ rằng họ không thể thua, dù có thua thì nhất định có thể lấy lại được. Người cứng đầu thì không chịu thua, càng thua càng tức giận, càng tức giận càng trở nên bướng bỉnh, càng bướng bỉnh thì càng thua cuộc. Và những người thông minh, càng thua càng tức giận thì thường tổng kết thói quen, phản đoán đối thủ. Nhưng ai cũng biết trong một ván bạc thì không có quy luật nào cả, nếu không thì không ai gọi là cực cả. Nên vẫn là câu nói đó, tuyệt đối đừng cờ bạc. Cờ bạc nguy hiểm như hổ, nhưng hổ không loạn sát, còn cờ bạc thì sẽ mất hết. Sau vài ván, tiền trên bàn của Tiểu Đoá không còn nhiều nữa. Trần Thừa Bắc lúc này trên mặt nở nụ cười nham hiểm, nhìn Tiểu Đoá rồi nói, Tiểu Đoá, chúng ta cứ chơi như này cũng 2 ngày rồi. Cô cầm cả điện thoại với Giao ở đây rồi tôi cũng không nói. Còn nợ 15 vạn, mà giờ hết tiền rồi thì sao đây? Vay thêm 5 vạn. Mượn thì được nhưng cô lấy gì trả? Hay như này, nếu cô trả không được thì làm vợ bé của tôi nhé, có được không? Tôi là mẹ anh thì có. Được, tôi sẽ thay mặt bố cảm ơn cô. Trần Tiểu Ma Tử, anh dám nói nhảm nữa, hôm nay tôi sẽ cắt lời anh. Tiểu bảo bối à, anh biết em giỏi nghịch dao, nhưng dao của em giờ ở chỗ anh hết rồi. Em lấy gì mà cắt? Dùng lưỡi cắt à? Nè tới đi nè. Dùng tay. Anh sao anh ở đây? Tìm cô đó, đừng chơi nữa, về đi. Về, muốn về đâu chứ? Tiền nợ chưa trả mà đòi về. Nợ anh bao nhiêu? 20 vạn, sao trả dù mà. Cái quần, tôi chỉ nợ anh 15 vạn, sao giờ lại thành 20 vạn rồi? Trước đây cô nợ 15 vạn, nhưng một dao của cô đã làm tôi sợ, nên cộng thêm 5 vạn đền bù cho tôi. Trên người còn bao nhiêu tiền? 2 vạn, tôi cũng mang theo có 2 vạn. Huynh đệ đưa cậu trước 4 vạn này, phần còn lại tôi sẽ gửi lại cho cậu sau. Nhưng trước tiên cậu trả lại dao cùng điện thoại cho Tiểu Đoá đi. Hợp lý chứ hả? Tiền không gấp đâu, chi bằng anh chơi vài ván, nói không chừng sẽ gỡ lại được đó. Tôi không biết chơi. Cái này có gì mà biết với không biết, biết lớn hay nhỏ là được rồi. Hơn nữa có Tiểu Đoá giúp cậu nữa, chẳng lẽ còn sợ tôi lừa cậu à? Không sao đâu, tôi đứng một bên giúp anh cho. Được rồi, tiền của anh hơi ít đó, hay là chúng ta chơi lớn chút đi. Bỏ đi, để tôi tập quen trước đã rồi tính. Trò chơi bắt đầu, tôi cứ hành động như người mới cứ chơi đại. Ngay cả một đôi nhỏ tôi cũng không lật mà chơi tới cùng, hoặc là tố tiếc, kể cả khi họ xem bài tôi cũng tố tới cùng. Không lâu sau, tôi đã thua 3 vạn. Thôi bỏ đi, cậu đen lắm rồi, hôm khác rồi chơi. Bớt nói, ra ngân hàng rút cho tôi 20 vạn. Tôi muốn xem hôm nay tôi có thể thua bao nhiêu. Tôi không giành khu này. Ngân hàng ở đâu vậy? Như này đi huynh đệ, tôi đưa cậu trước 10 vạn, lát sẽ cho người đưa cậu đi rút tiền sau. Cảm ơn. Chúng ta chơi lớn tí nhé. Được. 300 1.000, giới hạn 10.000 có được không? Nhỏ lắm, to nữa đi. Cậu muốn bao nhiêu? Đừng đặt giới hạn, muốn cược bao nhiêu thì cược, nếu không sao đã được. Được lắm huynh đệ, tôi cực thích những người như cậu. Vậy cứ làm như cậu nói, không có giới hạn, chơi lớn nghỉ sớm. Cắt bài đi huynh đệ. Tố 2.000, tôi theo 4.000. Tố 1 vạn. Huynh đệ phát điên rồi à? Đặt lớn vậy cơ à? Ai mà dám chơi với cậu nữa chứ?
Đừng nói nhảm nữa, theo hay không? Được, tôi theo. Ván này lớn quá, tôi bỏ. Hắn nói không theo. Ba lá bài trong tay thì không bỏ về chồng bài, mà hắn lại đợi Trần Thừa Bắc xem bài xong để bắt đầu đổi bài. Tiếp tục 2 vạn. Cậu điên thật rồi đó. Tôi muốn xem bài. Bắc ca cho em điếu thuốc. 4 vạn tôi theo. Thêm 7 vạn nữa. Thắng thua chốt luôn ván này. Giờ cậu đặt 10 vạn rồi, mà cậu với tiểu đoán nợ tôi tổng cộng 30 vạn. Như này đi, tôi đặt luôn 30 vạn đó rồi chúng ta lật bài. Nếu cậu thua, thì cậu nợ tôi 50 vạn, rồi đi rút tiền trả luôn được không? Không được, phải tính cả đồ của tiểu đoán nữa. Được, thắng thì cậu cứ lấy, tôi cầm mấy thứ này cũng không làm gì. Được vậy, lật bài đi. Tiểu tử, cậu hơi đen rồi đó, tôi là Sam 4. Lật đi, chờ gì nữa. Là cuối nhất định là 5. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cho tôi thêm lá 5 nữa nào. Là cuối nhất định là 5. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Cho tôi thêm lá 5 nữa nào. Sau khi thắng Trần Thứ Bắc bọn tôi tính rồi đi. Thì có người từ bên ngoài vào. Bắc ca, Phong ca tới rồi. Phong ca. Phong ca, mấy người chơi bài à? Vâng, chắc kim hoa, mà đen quá, chơi 2 ngày mà thua mất mấy chục vạn. Thua tay vừa nãy à? Vâng. Hắn tên Sở Lục, là dân bịp, còn là cao thủ. Sao cơ dân bịp? Mau bắt hắn cho ta. Chạy mau. Sao nào? Hồng Gia lái xe không tệ chứ? Không phải anh ở chiến quan à? Sao lại quay về rồi? Quay lại cứu anh đó. Cậu biết tôi sẽ đi tìm Trần Thừa Bắc à? Tất nhiên là tôi không biết. Tôi vừa đi qua vừa hay nhìn thấy Phong Khôn lên lầu. Tôi muốn xem tên điên này đang làm gì ở đây. Không ngờ lại gặp được mấy người đang đánh nhau với bọn chúng. Lúc cấp bách như này thì Hồng Gia tôi phải thể hiện bản lĩnh rồi. Thế cậu nói cứu tôi là ý gì? Đừng gấp, tới chỗ này rồi tôi sẽ nói. Lục ca à, thật không ngờ, từ chiến quan về Hà Bắc anh đã làm ra chuyện lớn như vậy, sửa luôn Hoàng Trạch. Được rồi Lục ca, tôi cũng không giấu gì anh nữa. Lần này tôi về Hà Bắc là tình đón anh đi chiến quan. Anh trai tôi nói, có người muốn ra tay với anh, nên muốn anh tới chiến quan trốn một thời gian. Ai? Ông chủ nhị cùng đại tẩu Châu Gia hình như đều muốn xử anh. Anh bình thật, Châu Gia 3 người thì anh đắc tội mất 2. Giờ mà còn ở lại Hà Bắc thì anh không trốn thoát nổi đâu. Tin này không có gì mới mẻ cả, chỉ là sao cậu lại biết? Anh đừng quản làm sao tôi biết. Thực ra, từ lúc anh xử Phong Khôn thì ông chủ nhị đã muốn ra tay. Nhưng Châu Gia làm giàu nhờ cờ bạc, đi cũng là lam đạo, nên cực kỳ cẩn trọng. Thấy một tay bịp như cậu lại dám náo loạn như kia, thì nghi ngờ có người đứng sau. Ông chủ nhị đã cho người âm thầm điều tra anh. Họ thậm chí còn nghi anh là người Phụng Mỹ. Phụng Mỹ là sao cơ? Phụng Mỹ là tên riêng. Người này tên là Tần Phụng Mỹ. Cô ấy là người đầu tiên ở Hà Bắc, cũng là người phụ nữ duy nhất lọt vào bảng vào của Thiên Môn. Cô ta rất giỏi nhưng suy nghĩ cổ hủ như bà già, tính tình cũng tệ. Dù cô ta còn nhiều khuyết điểm, nhưng đã sinh ra một kẻ có thiên phú, vừa đẹp trai lại vừa ngầu. Tôi hình như lạc đề rồi. Điều tôi muốn nói là, ông chủ nhị của Châu Gia nghĩ cậu là người của Phụng Mỹ. Kết quả sau khi điều tra thì cậu không liên quan gì tới Phụng Mỹ cả. Hơn nữa cậu cũng không có bối cảnh gì, nên mới tính ra tay với cậu. Tất nhiên, cũng bao gồm cả đại tẩu của Châu Gia. Lần này tôi quay lại là muốn đưa anh tới chiến quan để tránh sóng gió rồi tính tiếp. Thực ra, từ ngày tôi bước chân vào Lam Đạo ở Hà Bắc, tôi đã biết nếu muốn tạo dựng tên tuổi, 3 năm thành danh thì tôi buộc phải vượt qua cánh cửa Châu Gia. Còn vượt qua kiểu gì thì phải xem năng lực của bản thân thôi. Người nhổ răng Phong Khôn là tôi, cứ bảo ông chủ nhị tới tìm tôi. Anh nghĩ sai rồi đó. Hắn không trả thù cho Phong Khôn. Điều hắn quan tâm là mặt mũi của hắn. Chơi Phong Khôn đồng nghĩa với đánh vào mặt ông chủ nhị. Vĩnh Hồng, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi sẽ không đến chiến quan đâu. Là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh. Cửa ải này tôi phải vượt qua. Vậy chi bằng dũng cảm đối đầu. Thực ra không phải là hết cách. Có một người có lẽ sẽ giúp được cậu. Ai? Lão Ngô. Lão Ngô đầu và tôi không thân không quen. Ông ấy dạy tôi phi bài cùng tung xí ngầu. Còn nhờ Trần Vĩnh Thanh làm bài thét cho tôi. Vậy là tốt với tôi lắm rồi. Giang hồ loạn lạc này sẽ còn phải kéo ông ấy vào nữa chứ. Vĩnh Hồng, cậu hiểu rõ Hà Bắc, thế cậu biết bao nhiêu về Tề gia? Biết sơ sơ, Tề gia cũng làm về sòng bạc. Lão gia Tề Khang Kiện có một trai một gái. Gái là con lớn, đã lấy chồng sinh con, không tham gia kinh doanh sòng bạc của Tề gia. Lão nhị là Tề Thành Kiều, lớn hơn tôi 1 tuổi, giờ đang quản lý 8 sòng bạc của Tề gia. Quan hệ giữa Tề gia cùng Châu gia thế nào? Cái này anh hỏi đúng người rồi. Từ xưa tới nay, lão nhị với lão đại chẳng bao giờ hòa hợp. Tề gia cùng Châu gia cũng trong sáng ngoài tối cạnh tranh nhiều năm. Thực ra ban đầu Tề gia chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó Châu gia kéo được người từ Phụng Thiên mới xoay chuyển được tình thế. Sau đó đánh tới đánh lui, sòng bạc của hai bên đều làm ăn không nổi. Cuối cùng vì lợi ích mà cả hai bên ngồi lại đàm phán. Tề gia cũng nuốt cơn giận nhưng cho Châu gia vài đồ tốt. Nhưng nhiều năm qua Tề gia vẫn không phục Châu gia. Lục ca, không lẽ anh tính lợi dụng Tề gia để giải quyết vòng vây của Châu gia?
cũng khó nói, nhưng tối nay tôi muốn chơi với cựu chỉ thiên tàm. Anh chơi gì với cựu chỉ thiên tàm? Hơn nữa hắn ta sao để ý tới cậu? Hắn là người của lão gia Châu gia. Anh muốn gặp còn khó nữa là... Yên tâm, hắn ta sẽ cược với tôi. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu, chúng tôi phải về rồi. Đợi đã, Lục ca, lúc ở chiến quan tôi đã nói rõ rồi. Từ giờ anh là đại ca của tôi, giờ anh gặp nạn tôi không thể đứng nhìn được. Đợi tôi quay về nói với anh trai vài câu rồi sẽ cùng cậu đối đầu khó khăn. Chẳng phải chỉ là Châu gia, sợ cái quần què gì. Ba người cũng đừng rời đi, cứ sống ở đây đi. Yên tâm, nhà này là của tôi. Dù Châu gia biết cậu ở đây, họ cũng không dám đột nhập bắt người. Nghĩ lại thì tôi biết cậu ấy là ai rồi. Tôi cũng quyết định ở lại đây trong thời gian này. Ngoài sự an toàn cá nhân của tôi, phải nghĩ cho Tiểu Đoá cùng lão Hắc. Trần Vĩnh Hồng để lại cho tôi chìa khóa, rồi lái xe quay về chiến quan. Tôi bảo lão Hắc cùng Tiểu Đoá trở về rồi đem công cụ cải trang. Ngay khi hai người họ rời đi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho người ăn xin tôi đã gặp trên tàu. Ông chủ sở, tôi tính gọi cho ông từ lâu rồi, nhưng sợ ngài chê cái ăn xin này nên không dám gọi. Có tiện nói chuyện không? Tiện, rất tiện. Ông có gì sai bảo thì cứ nói. Chuyện cậu trở thành cái đầu chuẩn bị tới đâu rồi? Chỉ sợ ông chủ sở chê cười, chứ nhân lực trong tay tôi hiện không đủ. Muốn xử tay Triệu Mục Tử hiện tại em là hơi khó. Trên tàu tôi cũng đã nói với ông rồi, tôi cần kim chủ để kiếm thêm người. Anh cần bao nhiêu? 20. Ý của ông chủ là muốn ủng hộ tôi à? Tất nhiên là được, nhưng tôi sẽ được gì? Chỉ cần tôi trở thành Triệu Mục Tử, trở thành cái đầu ở Hà Bắc, thì mấy ngàn huynh đệ cái bang ở Hà Bắc, ông có thể dùng tùy thích. Nếu tôi có nói sai thì sẽ bị thiên lôi đánh chết tươi. Tại sao tôi phải tin anh? Ở quê nhà thất tháp Hà Sơn Đào còn hai con, mẹ 50, chín cha 60, một vợ. Địa chỉ, tên, số điện thoại, căn cước đều gửi cho ông. Có gì anh cứ diệt cả nhà tôi. Được, anh muốn 20, tôi đưa anh 30. Tối nay sẽ có người đưa cho anh. Nhớ càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Vâng, chỉ cần có tiền thì trong một tuần tôi sẽ xử tên Triệu Mục Tử kia. Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu suy nghĩ xem tối nay phải hẹn cử chỉ thiên tàm kiểu gì để hắn ta phải chơi với tôi một ván.